Thưa quý vị, hôm nay ngày 16 tháng 8 là ngày đầu tiên trong chuỗi 7 ngày thành phố Đà Nẵng áp dụng các biện pháp mạnh phòng chống dịch COVID-19 theo quyết định số 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Với phương châm ai ở đâu thì ở đó, cùng với lễ ra quân vào sáng nay của Công an thành phố, các địa phương đã chuẩn bị và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đúng 7 giờ sáng, toàn thể cán bộ chiến sĩ của Công an quận Thanh Khê thực thi nhiệm vụ đã có mặt đầy đủ. Lãnh đạo Công an quận trực tiếp quán triệt tinh thần, xác định trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ trong thời gian quan trọng 7 ngày tới đây. Đặc biệt, cương quyết xử lý những trường hợp cố tình ra đường trong thời điểm cả thành phố thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Công an quận thành lập 10 tổ, mỗi tổ 4 đồng chí, chia ca tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn khép kín. 5 tổ trên 5 phường và 5 tổ 5 phường dưới kia là chia ra, đồng thời ở đó là một bố trí một số chốt trên một số tuyến đường để xử lý nghiêm tình trạng vi phạm cái quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại các tuyến đường chính trên địa bàn quận Thanh Khê, trước thời điểm 8 giờ sáng ngày 16 tháng 8 đã không còn ai ra đường. Người dân đã ý thức và chuẩn bị cho ngày áp dụng chính thức quyết định dừng mọi hoạt động, ở yên tại nhà không ra ngoài. Sống trên tuyến đường Điện Biên Phủ đã lâu, nơi vòng xoay tượng đài Mẹ Nhu ngày ngày nhộn nhịp, nhưng sớm hôm nay là một ngày rất đặc biệt trong cảm nhận của ông Lê Bá Phước. Trước 8 giờ là hầu như không có người dân ra khỏi nhà. Hy vọng rằng trong 7 ngày đến thì F0 sẽ loại khỏi cộng đồng và Đà Nẵng cũng nhanh trở lại cuộc sống sôi động như ngày nào. Bằng nỗ lực và quyết tâm cao nhất, tập thể cán bộ chiến sĩ công an quận Thanh Khê đang ra sức thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình để 7 ngày đến đối với Đà Nẵng thật sự có ý nghĩa. Hơn ai hết, người dân thành phố cần ý thức rõ ai ở đâu thì ở đó, tuyệt đối không ra ngoài, chung tay cùng thành phố đẩy lùi đại dịch. Tại quận Liên Chiểu, ngay sau cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19, Công an quận đã tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Công an quận chia thành các tổ tuần tra trên khắp địa bàn. Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Sau 8 giờ sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Ta sẽ ra quân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Các đồng chí nâng cao với tinh thần trách nhiệm, nắm và vận dụng các cái nội dung triển khai theo cái nội dung kế hoạch một cách chủ động, quyết liệt. Cùng thời gian này, các phường trên địa bàn quận cũng tiến hành xuất quân tuần tra kiểm soát địa bàn, tham gia các tổ có lực lượng công an, dân quân, dân phòng chia theo khu vực để tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm. Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn quận đều có bóng dáng của lực lượng tuần tra, các điểm chốt hạn chế đi lại trong các khu dân cư cũng được duy trì. Tổ COVID-19 cộng đồng phát huy vai trò trong việc trực chốt cũng như dùng loa tuyên truyền, nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm quy định mới của thành phố. Trong cái 7 ngày này là chúng tôi cũng thực hiện là rào chắn tất cả những các cái lối đi không cần thiết, để như vậy là rào cứng không cho đi. Và riêng cái cổng chính thì chúng tôi cũng thực hiện là rào cứng luôn, và để như vậy là có lùa thường xuyên có 5 người thường trực ở đây để như vậy là hướng dẫn cho bà con và giải thích cho bà con. Ngoài ra chúng tôi như vậy là luôn luôn toàn bộ cái bộ máy lãnh đạo của cái khu Quang Thành 4A6 này là luôn luôn là đi nhắc nhở bà con là không được ra ngoài, mọi người là phải ở nhà, ở đâu là ở đấy, không được ra ngoài. Theo ghi nhận của phóng viên, sau 8 giờ sáng nay, một vài trường hợp người dân còn di chuyển trên đường đã bị lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Còn lại tất cả các tuyến đường hầu như không có phương tiện di chuyển, đường phố kiệt hẻm vắng vẻ. Người dân chấp hành tốt quy định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố, ai ở đâu thì ở đó. Còn tại quận Ngũ Hành Sơn, công an các phường trên địa bàn quận đồng loạt ra quân thực hiện quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, công an quận và các phường bố trí lực lượng duy trì các điểm chốt trực kiểm soát liên ngành tại các tuyến đường chính trên địa bàn để giám sát mọi trường hợp ra đường không đúng quy định. Bên cạnh đó, thành lập hàng chục tổ tuần tra lưu động gồm lực lượng công an và dân quân, dân phòng tiến hành tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ kiểm soát tại các tuyến đường kiệt hẻm trong khu dân cư, xung quanh các công sở, cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động theo chỉ thị 05 để kịp thời phát hiện các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch để kiểm soát đưa F0 ra khỏi cộng đồng, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường. Tại huyện Hòa Vang, ý thức trách nhiệm của người dân khi thực hiện quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố rất tốt. Lực lượng chức năng ở các địa phương ra quân tuần tra kiểm soát kín các địa bàn dân cư, phân bổ lực lượng chốt chặn phù hợp tại các điểm chốt.
lãnh đạo huyện Hòa Vang đề nghị các địa phương nhanh chóng triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, đảm bảo tỷ lệ tuyệt đối 100%, tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo tốt nhất mọi điều kiện sinh hoạt, ăn ở của người dân. Huyện Hòa Vang đã dự phòng hơn 5.000 suất quà là lương thực, thực phẩm thiết yếu và sẽ sẵn sàng hỗ trợ kịp thời đến các đối tượng khó khăn, đột xuất với tinh thần không để một ai bị thiếu ăn trong khoảng thời gian này. Những con đường vắng lặng, những rào chắn trong khu dân cư và những chốt chặn nghiêm ngặt tại các địa phương trên toàn địa bàn thành phố. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại trong ngày đầu tiên của đợt cao điểm 7 ngày ở Đà Nẵng, tạm dừng tất cả mọi hoạt động với tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Qua ghi nhận, người dân cơ bản chấp hành nghiêm quy định của thành phố. Các quận huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Qua kiểm tra tình hình thì bà con thực hiện rất là nghiêm túc. Chỉ có những lực lượng làm nhiệm vụ thì ra đường để thực hiện và xử lý những trường hợp vi phạm. Qua theo dõi thì bà con cơ bản là chấp hành cái chủ trương và đồng thuận với cái chủ trương của thành phố. Tôi cũng mong rằng là người dân là sẽ thực hiện cái chủ trương này trong vòng một tuần nữa để làm sao cùng với thành phố chung tay phòng chống dịch bệnh có cái hiệu quả và chúng ta sẽ vượt qua mọi cái nỗi khó khăn. Tuy nhiên, vẫn có một số ít trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch của thành phố. Trong đó, đáng chú ý là công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã xử lý trường hợp Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1972, ra đường không đeo khẩu trang, có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Ngoài ra, tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, lực lượng công an phường cũng đã ghi nhận một số trường hợp vi phạm và đã xử lý nghiêm. Công an phường Phước Mỹ chúng tôi là sẽ phối hợp với tất cả các lực lượng trong cái khu dân cư của mình tiến hành tuần tra kiểm soát và đồng thời là tuyên truyền nhắc nhở cho người dân là thực hiện tốt tuyệt đối cái chủ trương của thành phố là nhà người nào là ở yên nhà đó. Trước tình trạng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố được xem là biện pháp mạnh, quyết liệt, được Đà Nẵng đưa ra nhằm quyết tâm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trước ngày 25 tháng 8 sắp đến. Với tinh thần ai ở đâu, ở yên đó, trong ngày đầu tiên thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã huy động toàn bộ các lực lượng, quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Khoảng thời gian 7 ngày này cũng là mốc thời gian rất quan trọng để Đà Nẵng quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, ban ngành chức năng, thì sự chấp hành, đồng thuận của người dân cũng là điều hết sức quan trọng để Đà Nẵng sớm đẩy lùi đại dịch, trở về trạng thái bình thường mới.